Sự chị em thân mến, Đức cha Gioan Bautista của chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng Đức cha Gioan Bautista cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với Đức cha Gioan Bautista đây bằng lời cầu nguyện để Ngài nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng Ngài ra đón gặp Chúa Kitô khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Sẽ sống lại cùng với Đức Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, chúng con xót thương lắng nghe, xin xót thương lắng nghe lời chúng con khẩn cầu, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng những lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với Đức cha Gioan Bautista sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây đội mai táng sẽ di chuyển linh cữu của Đức Cố Giám Mục Gioan Bautista đến phần mộ để cuộc di quan được diễn ra trong trang nghiêm. Xin cộng đoàn
đứng yên tại chỗ và giữ trật tự, xin không chụp hình và quay phim. Chúng con kính mời quý cha và quý đức cha tiến ra phần mộ, thứ tự đoàn rước như sau. Đi đầu là thánh giá và đèn hầu, kế đến là di ảnh và nguy hiệu của đức cố giám mục, tiếp đến là quý cha. Xin quý cha đi theo sự hướng dẫn của quý thầy. Quý cha ở cuối nhà thờ tiến ra trước, rồi đến quý cha trên cung thánh, sau đó là quý đức cha, cuối cùng là linh cữu của đức cố giám mục Gioan Bautista. Con xin nhắc lại thứ tự đoàn rước như sau. Thứ nhất, thánh giá và đèn hầu. Thứ hai, di ảnh và nguyên hiệu của đức cố giám mục. Tiếp đến là quý cha, xin theo sự hướng dẫn của quý thầy. Thứ tư, quý đức cha. Thứ năm, linh cữu của đức cố giám mục Gioan Bautista.
sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tới Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chiếu sáng làm cho tôi tới Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và nhân tri muôn đời. Thiên Chúa toàn năng, ta muốn gọi Đức Cha John Bautista chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gọi thân xác Đức Cha John Bautista cho lòng đất để thân xác này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ khỏi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống tâm thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng Đức Cha John Bautista chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác của Đức Cha John Bautista được sống trong ngày sau hết. Vâng lời Chúa cứu thế và theo theo tất người dạy chúng ta giam nguyện rằng chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, ngôi Cha chỉ đến, đi Cha về hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa Chúa cám dỗ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người mà Chúa sẽ thuộc biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của nhờ lời chuyển cầu của toàn thể các thánh, chúng con khẩn khoản Ngài xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái tốt tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Ngài Chúa xin cho linh hồn Đức Cha John Bautista được nghỉ yên muôn đời. Đại nước thánh tiễn biệt đức tố giám mục Gioan Bautista, chúng con kính mời quý đức cha và quý cha vào nhà sứ thay phẩm phục. Chúng con kính mời quý cha vào nhà sứ thay phẩm phục. Chúng tôi kính mời quý tu sĩ xếp thành hai hàng dọc đến cúi đầu trước linh cữu đức tố giám mục, vui lòng không rảy nước thánh và không đọc kinh riêng. Sắc quý tu sĩ là quý ông bà anh chị em xin theo sự hướng dẫn. Chúng con kính mời quý tu sĩ